Time Traveler. Nghe. Lại gặp tơ đỏ rồi. Đấy. Đấy đi nữa. Shit. Còn đang xử lý nốt cái clip FAL kia. Thế đéo là gì mẹ quay frag được tận mấy chục ghi ạ. AV nó thế mà. AV nó vẫn thế mà không? Mà chính là cũng tôi lại thấy AV thì vậy nó lại mét vãi cực cực thôi. Phải thế. Thế. Tập trung chỗ ơi, tập trung chỗ. Tập trung ra góc. Rồi hết về. Sang trái, sang trái. Bình thường là tôi có tăng quen sang bên trái không? Nhìn sang trái. Ai à, nó lại về sang phải à? Okay, hold on. Hold on. Before I click. Shit. Motherfucker. Tăng máu, Time Traveler, Awakening Hero. Lấy cái này đi. Năm trăm đây. Ok. Nói chung là thông tin thì như tôi cũng đã nói với các vị, như tôi cũng có thông báo với các vị, thứ nhất là cái việc mà gì nhỉ, bảo trì cái để sửa cái lỗi Blaster Skill ở trong Red Zone là một, hai là trao thưởng cho cái phần cái mà vút ở trên Inviên Express ý. Đấy, cho cái lỗi mà mình xin luôn, mặc dù biết là cái map này nó hơi phản, nó thật là như vậy. Fever Time, xin cái này đi. Sơn sắp nó hơi lên được vậy. Mà 4 cho số mà 2 nhé. Để xem ra cái này đi. Ta bao hồi liên tục nhờ trên 2. Chết. Ôi dồi ôi, bỏ mẹ ơi. 2 cứ lắp vào. Hỗn hợp. Ôi trời, đổ hết bên trái của tôi nhé. Trái. Đấy. Bắn quái rồi thôi.